Doraemon. Nhạc Doraemon. Đây là cái cùi bắp vẫn còn một hộp nguyên trên cùi. Với nét chém của võ sĩ đạo, cái hộp này sẽ lìa khỏi cùi bắp. Nhưng không mẻ cùi bắp, xin mời biểu diễn. Vô! Cạp luôn, cạp luôn. Đừng nói cạp luôn nha không? Võ sĩ đạo. Trời ơi, quá ghen, quá ghen, quá ghen. Lần đầu tiên có một mẫu tầng nguyên. Trời ơi. Ông mới lấy chớ nè. Dẹp đi. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Rồi, ta nghe nói là võ sĩ đạo còn có một cái tư thế đâm rất là hay. Đâm người đối diện không trúng tim mà trúng nách. Xin mời biểu diễn cái pha đâm trúng nách kimono này đi. 2, 3, đâm trúng nách kimono. 1, 2, rút ra, rút đi. Trời ơi, đâm lại, đâm lại, đâm lại, đâm lại, đâm lại. Rồi, ta này kẹp bao kiếm lại. Quay cảnh của mày nè, rồi rút cây kiếm ra. Rút cây kiếm ra. À, ngã xuống, bị trúng thương mà, trúng kiếm mà, ngã xuống. Trời ơi, bà này chậm quá, bà này giống như cái hệ thần kinh mới chậm mà sao bị người ta đâm được, phải ngã xuống liền. Đóng cả lương, không có cơ thể lương, phải không? Đâm một cái ngã xuống, ơ, hát một cổ mà chỉ vô, lên lên hát con cổ mà chết, có một câu. Đâm lại, đâm lại, đâm lại, đâm lại, đâm lại, tôi vô một câu Võ Long Sơn mà Tu Hà là bắt đầu là bà này là diễn nha. Vô, đâm lại. Ô, Rai Huynh, Nô Mội, thôi, không nói gì nữa, đâm, vô. Rút kiếm. Trời ơi, bởi xa cơ chiến trường thọ tiễn nên Rai Huynh đã đâm lộn kimono. Đâm cái vỏ kiếm. Thôi, được rồi. Ta đã hiểu được tài năng của Rai Huynh và Đô Tỷ rồi.
thôi chào khán giả vô đi. Chào mừng chia tay quân già nô tỷ. Ok rồi, nô tỷ chết luôn. Rồi ơi, đâu vậy, phải lớp đâu vậy? Thôi phải lớp vô chơi đi. Phải lớp vô quá.